Đây là MSI GF63 Thin 12VE460VN. Còn đây là GF63 Thin 12UCX841VN. Cùng là dòng GF63 Thin nổi đình nổi đám. Thế nên mua cái gì bây giờ nhỉ? GF63 Thin 12UCX841VN có card RTX 2050 với giá hơn 15 triệu. Hay là GF63 12VE460VN có card RTX 4050 với giá hơn 19 triệu. Cùng Hải Linh đưa hai em nó lên bàn cân để so sánh nhá. Cùng là anh chị em trong họ GF63 Thin, nên phải thẳng thắn mà nói, hai em này giống nhau thế. Cùng là CPU Intel Core i5 thế hệ 12, RAM 8GB có khe chống để nâng cấp được, ổ cứng trong 512GB, màn hình 15,6 inch Full HD, tần số quét đều khá khủng, 144Hz. Không chỉ có ngoại hình hao hao nhau thôi đâu, với các thông số cơ bản, mình thấy hai em này cũng khá là giống nhau đấy chứ. Thế thì nên mua loại nào bây giờ nhỉ? 15 triệu hay 19 triệu? 15 triệu cho MSI GF63 12UCX841VN, hay bỏ thêm 4 triệu nữa để đầu tư MSI GF63 12VE460VN với card RTX 4050. Để so sánh hai em này một cách kỹ càng nhất thì cùng mình test game thử nhá. Đánh giá chung hiệu suất của RTX 2050 thì không cần bàn cãi. Tốc độ chơi thể hiện rất tốt, thậm chí ngang bằng so với các dòng cao cấp hơn như RTX 3050. Anh em thỏa sức chiến game FPS này, MOBA này, eSports thoải mái luôn. Nhưng mà khi mà nhìn vào bảng kết quả thì anh em có thể thấy là RTX 4050 trên laptop thể hiện sức mạnh hơn nhiều so với RTX 2050. Cụ thể một tựa game rất là nhẹ như Valorant thôi thì ở RTX 2050 sẽ rơi vào khoảng 90-100 FPS, còn ở RTX 4050 thì sẽ rơi vào khoảng 120-135 FPS. Thì RTX 4050 thì đương nhiên rồi, nó thuộc dòng cao cấp này, đáng tin cậy hơn, mang đến cảm giác đắm chìm vào thế giới ảo một cách hoàn hảo. Riêng với các tựa game AAA thì RTX 4050 sẽ cho trải nghiệm mướt mượt, vượt trội hơn hẳn so với RTX 2050 trên laptop MSI. Mặc dù RTX 2050 có vẻ thua kém hơn so với đàn em RTX 4050, nhưng vẫn là một sự lựa chọn ổn định nếu anh em chơi các tựa game ở độ phân giải Full HD. Còn nếu mà anh em là một game thủ chính hiệu, có đủ ngân sách thì cứ RTX 4050 ở GF63 12V460VN mà chỉ nói. Khi mua GF63 12VE460VN sẽ được tặng một tai nghe gaming trị giá 999.000 đồng và một phiếu bảo dưỡng laptop PC miễn phí trọn đời. Còn khi mua GF63 12UCX841VN sẽ được tặng một túi đựng laptop trị giá 149.000 đồng và một phiếu bảo dưỡng laptop PC miễn phí trọn đời. Thế thì còn chần chờ gì nữa, đến Hacom để dính hai em nó về ngay thôi. Còn bây giờ thì bye bye.